Tiếp tục vào buổi live của em săn sale rất là nhiều sản phẩm đẹp luôn các chị ơi. Đầu tiên em sẽ có một em váy ren nha cả nhà, dễ thương quá luôn. Màu này của em sẽ có đính cườm cho mình, thêu cườm ở phía trên ha. Hoa văn ở trên đầm cũng sẽ là chỉ thêu cho mình là hoa thêu nổi nè. Rồi kết hợp thêm những cái hạt cườm được sẽ thêu trên trực tiếp ở trên vải rất là bền luôn. Phần tay áo sẽ được thêu hình chiếc lá nè. Còn toàn bộ thân đầm của em các chị thấy nè, nó cũng thêu cườm vuông luôn. Lấp la lấp lánh cho các chị đây ha. Chỉ với giá 179.000 đồng thôi, các chị đã có ngay một em đầm ren theo cao cấp rồi. Nhưng mà rất tiếc em phải thông báo là đầm này nó chỉ còn đúng một size cuối. Hôm giờ các chị yêu nào suy nghĩ lâu quá không chịu đặt hàng, hôm nay em chỉ còn đúng một size cuối là size L thôi cả nhà. Vậy là bây giờ tương đương sẽ khoảng là dưới 55 cân nha. 55 cân đổ về cho em là cái chia sẻ bận vừa mẫu váy này nha. Rồi đây là mã hàng là 1444. Chị yêu nào thích mẫu đầm ren của em thì bình luận luôn giúp em ở phía dưới nha. 1444 cộng số điện thoại, sale trên line là 179.000 đồng thôi. Em còn size L nha cả nhà, 50 cho tới là 60 cân bận vừa giúp em. Xinh quá luôn các chị, ren theo cao cấp, trời ơi hàng xịn. Như vậy ngoài thị trường người ta bán 700-800, qua nhà em có 179 con ngay cái đầm đẹp luôn. Đó, xuất sắc chưa, form dài qua gối thoát chân của em nha. Và em còn rất là nhiều đầm đẹp ở bên trong này nữa. Nên là các chị yêu có muốn đang tìm một cái sản phẩm như thế nào, ví dụ như mình đang tìm đầm đi làm nè, đi chơi nè, đi tiệc nè, hoặc là đi du lịch chẳng hạn, đó các chị mình có thể bình luận bên dưới giúp em nha, rồi em sẽ lên mẫu theo ý thích của mình luôn. Đối với đầm này thì có thể bận đi chơi đi làm đều được cho em luôn. Trong thân đầm có may kèm lót, không có bị mỏng. Các chị bận em này cũng không có lo là nó bị mỏng hay là bị lộ hàng gì hết trơn á. Mặc rất là đẹp luôn ạ. Dài cho mình là qua gối của em ha. Với tông màu vàng đồng này các chị cũng yên tâm nó sẽ không kén da của mình đâu. Hôm nay sale với giá tiền là 179.000 đồng thôi ạ. 1444 cộng số điện thoại cho em nha, 179.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì mình bình luận luôn giúp em ha. Dạ hôm nay xả kho chị còn nhiều váy xinh lắm. Em chào chị Tuyết Lan nha, chào các chị yêu đang xem live của shop ngày hôm nay. 179.000 cả nhà. 179.000 đồng thôi, chia sẻ có đơn liền cho em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nè. Rồi chị Ngọc Dào, bao nhiêu váy thì mới ship em? Dạ một váy là cũng ship rồi chị yêu ơi. Em chào chị Ngọc Vương nha. Một váy là bên em đã ship rồi. Nhưng mà nếu các chị mua nhiều thì nó sẽ có lợi hơn. Ví dụ như đơn hàng của mình từ 600.000 đồng là các chị được miễn phí vận chuyển. Đó. Đơn hàng chị nào 600.000 trở lên là em miễn phí vận chuyển về tận nhà cho các chị yêu luôn rồi. Đầm này của em thì có 179.000 thôi. Bình thường em bán á là cũng 300, nhưng mà hôm nay tri ân có 179 là xả kho luôn. Ren theo kết cườm cho các chị nè. Cườm là được theo bằng chỉ ở trên luôn nên rất là bền nha. Không có sợ là rơi rớt ha. Cái này các chị mình yên tâm cho em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được. 1444 là mẫu đầm của em nha. Khi mà các chị đặt hàng nhớ comment đúng mã cộng số điện thoại bên dưới để em chốt đơn nè. Đây 179.000, còn có một size à, size L thôi. Còn đúng là size duy nhất luôn, chị nào thích là phải chốt liền mới được. Giờ em chuyển mẫu đi. Ren hôm nay cũng có mà nó cũng lẻ size quá trời các chị. Ví dụ mình đang kiếm cái mẫu nào, mình bình luận cho em nha thì em sẽ giới thiệu cho mình nó dễ hơn. Rồi em có cái váy von màu hồng dễ thương, hồng cam. Em này thì cái gu là kiểu như nhẹ nhàng nữ tính á. Đó, tông màu nhẹ nhàng, nhã nhặn. Chị nào gu này thì xem thử nha. Có 200 mấy à, có 250 à, một cái đầm von xịn như em luôn nè. Đây là 1452, mã này của em là 1452 nha cả nhà. Chốt hôm nay là 249.000 đồng thôi ạ. Một em đầm von chuẩn bị cháy hàng. Hôm nay các chị thấy em mặc là cũng mấy cái cuối rồi á, không có về thêm. Em này là coi như cũng hết là bỏ mẫu luôn nha. Hôm nay mà hết số lượng là coi như bỏ luôn á, không có may thêm cái kiểu này nữa. Mà không riêng đầm em mà tất cả các váy khác luôn á, hết là hết luôn chứ không có về thêm. Cho nên thấy đợt nào hoa cái kiểu nào mình thích nè. Đó, đợt này có hoa này mình ưng, có kiểu này mình thích thì mình đặt luôn giúp em. Chứ mình chờ chuyến sau hỏi lại. Nó không có kiểu đó nữa đâu. Chuyến sau là em may kiểu khác, hoa khác rồi. Chứ không may kiểu này. Lúc đó các chị có muốn mua thì cũng không có nha. Dạ chào chị Uyên Trần luôn ạ. Rồi chị Thanh Thảo lấy một váy ren, ghi giúp em mã là 1444 nha. Đây nè, em mới bận qua anh cho chị mình coi gần. Đây, giờ coi gần nó dễ hơn nè. Theo cườm ở trên ha, có lót ở trong cho mình rồi. 1444 cộng số điện thoại, sale còn 179.000, shop còn size L. Còn bây giờ em bận là 1452.
Em bận là 1452 thì cái này em cũng còn ít lắm, mùa size chỉ có khoảng là 3 cái, 5 cái nữa thôi. Nhiều nhất là size 2X nha cả nhà, cũng sale luôn còn 249. Dáng đầm xe nhẹ nhàng phủ gối của em nha. Em cao 1m60 là form đầm là vừa tầm mặt, tới bắp chân. Đó, đầm von hai lớp. Em này trong cũng sẽ có may lót cho các chị mình ha. Form đầm vừa dài cũng tầm tới bắp chân của em, rất là dễ mang. Với cái dáng đầm này các chị mình yên tâm là thoải mái, lịch sự, thoải mái, vừa có thể đi chơi, đi tiệc và đi làm cũng được luôn. Giá sale hôm nay là 249.000. 249.000 đồng cho một em váy von dễ thương như vậy. Tông nền hồng cam cũng không kén da nè. Đó, mẫu này của em các chị mình da trắng da ngâm nhìn cũng đẹp nha. Kèm hai cái túi khóa ẩn được may đằng sau lưng của em đây. Em cao 1m60 thì form đầm các chị thấy nè, nó cũng vừa qua gối của em đây nha. Không lo bị ngắn ha. Đi làm, đi chơi, đi tiệc gì đi đâu cũng hợp cho em hết. Chị Nguyễn lấy mã 1452 đồng của em nè. Rồi, em chào chị Mỹ Hoàng nha, chào chị Ngọc Mai luôn ạ. 71 hỏi chị, 71 hôm nay còn hình như 1 hay là 2 size gì thôi hả? Đây nè, 71 hoa nhí nè. Rồi, đợi em chút xíu nha, em coi coi nó còn mấy cái. 1471 này là sơ mi hoa nhí, rồi còn có 2XL luôn. Hôm nay nó còn có một size thôi chị Thúy ơi. Chị Thúy Vũ ơi, còn đúng một size cuối luôn. Chính thức là hôm nay đụng vô cái nào cũng lẻ size hết trơn hả. Rồi vô cái nào là cái đó lẻ size. Rồi đợi em xíu em thay mẫu cho mình nha. Váy em đang bận đây, mã hàng là 14 mẫu đầm em đang bận đây, mã hàng là 1452 nha cả nhà. Đầm này đầm von nha, cổ này hơi tim bầu nhẹ xíu, phần tay trên vai cũng sẽ có nhúng phồng cho mình tạo kiểu nè. 1452 chị Tăng Liên có đơn luôn. E71 hả chị? E71 lấy size L cho em đi, em còn khoảng mấy cái à, 3-4 cái gì đó thôi là cũng hết luôn á, 3-4 cái sót lại thôi là hết bảo mẫu luôn chứ không có về thêm nha. Rồi, sơ mi hoa nhí hôm nay còn đúng một size cuối, xả luôn cho các chị đây. Giá cũ 350, hôm nay em sale luôn còn 279.000 đồng. Đây, em còn size 2XL cho mẫu đầm này. Đây là sơ mi nhà em, các chị coi dễ thương không? Có cổ màu nâu tạo kiểu cho mình làm điểm nhấn nè. Rồi, ôm eo nha, cũng có chiếc eo form xòe nhẹ nhàng che được cái bụng dưới rồi ha. 1471 mẫu đầm em mang 279.000 đồng. 1471 279.000 đồng các chị yêu nha. Em có cho mình là size 2X, bây giờ là phải tầm 55 cho tới là 65 cân đó cả nhà. Giờ hiện tại váy này của em là từ 55 tới 65 cân là cái chiều sẽ bận vừa nha. Nhã hơn thì em hết, trên nữa thì không vừa tại vì von nó không coi giãn, còn nhã hơn thì em bán hết rồi. Hôm nay là M, L, XL gì là đều đã hết sạc hàng, chỉ còn 2XL còn sót lại tầm 20 cái. Em chốt 20 cái cuối này là coi như hết số lượng luôn á nha. Khoảng tầm 20 đơn nữa thôi là hết rồi. Khóa ẩn cũng may đằng sau nha. 1471 sơ mi von ạ. Em này là thuộc dòng von hoa nổi cao cấp nhà bên em. Rồ vô hoa văn nó sẽ nổi phía trên luôn. Những cái chấm màu đen đen các chị thấy ở đây nè, là hoa nó nổi phía trên luôn á, rất là đẹp. Chị Phượng Lê một đầm em mặc đúng không ạ? Rồi ghi mã giúp em nha. Cái này là 1471 sơ mi hoa 1471, 279.000 đồng, shop còn size 2XL nha. Tương đương sẽ là eo dưới 84. Sơ mi của em là eo dưới 84, số ký là khoảng 55-65. Còn vòng eo các chị cứ đo cho em eo là trên rúng nha. Đó, mình đo eo ví dụ như dưới 84. Đó, eo dưới 84 cho em ok chút hàng, có size vừa đẹp thoải mái. Còn em mà trên 84 thì em này không vừa nhưng sẽ có những cái em khác. Ví dụ như 86 thì em sẽ có mẫu khác, eo 88 thì em lại có mẫu khác nữa. Có đồng size vừa cho mình chứ vậy không, mình hơi ít. Nha, em ở trên 84 thì cũng có mẫu nhưng mà hơi ít một xíu. 1471 chị Yumi nè. Rồi, eo chị là 81, vậy thì 2X là ok chị yêu ơi, thoải mái luôn. Trừ hao cho chị, đi tiệc ăn uống vẫn thoải mái luôn nha. Cổ áo màu nâu cách điệu cho mình, trên thân nền đen có những cái hoa nhỏ nhỏ màu cam cam xanh xanh rất là xinh. Đặc biệt cái hoa nhí cái chị diện vào nhìn nó rất là trẻ trung nha, màu này gọn dáng nữa. Chị nào hơi tròn người chọn những cái họa tiết giống vậy cho em nè, rất là gọn dáng luôn ha. Ăn gian được dáng người cho mình nè, đó, trông thon gọn hơn. Rồi em cao 1m60, form đầm cũng đã phủ gối, không lo bị ngắn, vừa phù hợp đi chơi đi tiệc và kể cả đi làm cũng được luôn. Chị Ngọc Phương cho chị một đầm hoa nhí, ghi mã giúp em đi chị. Cái này là 1471 chị yêu ơi, mẫu đang mang nha.
ghi cho em cái mã số 1471 cộng số điện thoại, em sale với giá tiền là 279.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì bình luận bên dưới giúp em. Rồi chuẩn bị bây giờ chị mẫu nha. Nên em có mấy cái đồng nó lẻ size á, em nói cứ một mẫu như vậy nè, nó còn có một hai size à, cứ mấy chục cái mà quá trời mẫu lẻ size trong này, thành ra là nó bị hơi bị chiếm chỗ kho á. Em sẽ xả hết để mà về hàng mới cho các chị mình nha, xe cho nó chống kho một chút. Đây nè, hàng poly cao cấp bên em luôn nè đó, trung niên, hàng trung niên các chị cũng biết giá rồi đúng không? Váy mà trung niên đâu có cỡ tầm trăm mấy, 200 hơn làm gì có. Đồ trung niên bây giờ ngoài thị trường á, ít nhất cũng phải 500-700. Nhưng mà qua nhà em các chị thấy rồi, sơ mi cũng chỉ tầm 300, vest cũng chỉ tầm 300 ngàn một cái thôi cả nhà. Chưa kể những cái lẻ size thì em sale nó còn rẻ hơn nữa. Những cái lẻ size em sale nó chỉ khoảng tầm trăm mấy, 200 nha, dưới 200 ngàn luôn. Đó luôn, chút em mặc cho mình xem thử mấy cái đầm dưới 200 ngàn. Rồi, bây giờ em sẽ lên cái đầm poly này nha, nó còn ít lắm. Một size thôi. Em này hôm nay chỉ còn có một size cuối là size M thôi. Sale luôn với giá tiền 139.000 cho các chị mình luôn. Poly nhà em thì nó có co giãn nha, cho nên là em này tuy còn size M nhưng mà bù lại cái chị 55 cân vẫn vừa. Dưới 55 cân mình vẫn có thể vận được cái váy poly này của em, nên nó có độ co giãn các chị thấy. Em test thử độ co giãn mình coi cái chất của nó nè. Đó, co giãn mà phải nó dày dặn nha. Rồi, đầm poly ạ, 1384 139.000 đồng. Eo 74-75 đổ về cho em cũng được nha. Trên váy và phần tay áo sẽ được may tua rua tạo kiểu. Đây, tua rua phần tay áo cho các chị thấy không nè. Rồi xếp ly ở trên này tạo điểm nhấn cho các chị mình ha. Cái cổ áo cũng rất là xinh luôn. Ở đây có cái nơ, nhưng mà chị nào mà thấy có cái nơ nó hơi trẻ trung quá thì mình có thể là mình tháo ra cũng được luôn ha. Cái phần nơ này em chỉ là đâm chỉ vô thôi. Ví dụ như mình không thích có cái nơ nhìn nó trẻ trung quá thì mình tháo nó ra cho em. Tháo bớt cái nơ ra cho em cũng được luôn. Đem che lại mình coi thử nè. Không có cái nơ nè. Đó, phong đầm của nó cũng đã đẹp rồi. Không có nơ cũng đã xinh rồi. Có nơ thì nhìn trẻ trung hơn. Tùy theo thích của các chị mình thôi. Về nhà mình cứ đứng trước gương mình coi thử như vậy nè. Đó, mình coi có cái nơ đẹp hơn hay là không có đẹp hơn thì mình điều chỉnh giúp em nha. Dạ chào chị Nguyễn Liên ạ. Mẫu đang bận là 1384 cả nhà ơi. 139.000 đồng. 139.000, em này form không dài nha. Cái chị vừa tầm chấm gối của em thôi. Đó, mỗi cao mét 6 là vừa tầm chấm gối như vậy thôi chứ không có dài quá. 139.000, giá cũ 350. Giá cũ 350, hôm nay sale còn 139.000. Có cái túi ở đây, còn cái túi thiệt. Bên này thì cái nắp thôi, bên này cái nắp túi giả thôi. Bên này là cái túi thiệt, đựng đồ được luôn nha. Khóa cũng được may sau lưng của em ha. Rồi, chị nào ưng ý thì chốt luôn cho em ạ. 55 cân đổ về, eo dưới 74-75 chốt đơn. Em chào chị Thảo ạ. 1384 kèm số điện thoại, xe 139.000 đồng luôn. Rồi, trên váy và phần tay áo sẽ được may kiểu là tua rua tạo kiểu nha. Không có buông chỉ đâu, các chị yên tâm. Cái kiểu may nó như vậy rồi, chắc ăn lắm, chắc chắn cho mình luôn. Nè, dễ thương không? Dạ, em chào chị Liên Võ luôn. 59 cân hả chị? 59 cân thì em sợ nó hơi ôm quá. Tại vì cái váy này nó còn M, em trừ hao cả co giãn rồi á, là tăng được cỡ size là TL thôi, là cỡ 54-55 nè. Chứ còn 59 là tăng tới 2 size lận là không được đâu nha, cỡ dưới 55 giúp em. Hoặc không mấy chị đo cho phần eo đi nha. Nếu mà eo của mình dưới 74 thì vẫn được nha, 1384 ạ. Mẫu đang mặc là 1384, 84 đi cho nó dễ, đỡ nhầm. 1384, chốt đơn hôm nay là 100. Chốt đơn hôm nay là 139.000 nha cả nhà. Chị yêu nào lấy thì bình luận giúp em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok. Ai lấy mẫu này nhanh tay đặt sớm, em tư vấn và trừ hàng trừ size cho các chị mình luôn. Chất poly dày dặn và có độ co giãn cho các chị mình nha. Nền này là bi nha, bi trắng đen nè. Đó, nhìn kỹ là thấy bi trắng đen không? Cái cổ áo này có cái nơ không thích tháo ra được nha. 1384 kèm số điện thoại, sale còn 139.000 đồng. 55 cân đổ về, em có size vừa cho các chị mình ha. Eo dưới 74-75 là được, dưới đó là được, còn trên thì không được thôi. Chứ còn nếu mà eo dưới 74-75 thì cứ chốt hàng cho em. Có chuyên viên bên em liên lạc tư vấn. Dạ, mua hàng được kiểm tra chị Mỹ Quyên rồi. Đặt hàng sao vậy em? Chị Lê Vân ơi, mình đặt comment mã giúp em, bình luận trong like, mã hàng cộng số điện thoại. Đó, mã thì em sẽ có đọc cho mình. Em mặc mẫu nào sẽ có đọc mã số và cái giá tiền. Đã, các chị cứ vậy mình đặt hàng thôi. Đây là 1384 ạ, 139.000 đồng nha. Chị Nguyễn Ngọc lấy mẫu của em nè. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha.
em sẽ lên một cái đầm mà sơ mi mới về. Đây, cái em sơ mi caro này là mới vừa ra mắt đợt này luôn. Em vừa về thêm được 4 mẫu sơ mi nữa. Nếu mà những cái sơ mi của đợt trước nó lẻ sai đi thì em có về cho mình những cái khác rồi nè. Đây mình coi họa tiết nào mình ưng thì mình đặt hàng nha. Hôm nay em về được nhiều kiểu dễ thương lắm. Đây là caro nha cả nhà. Một cái này là caro mà nó kết dọc theo thân đầm á. 1475. Đợi em xíu nha. 1475 sơ mi vải chiffon may 2 lớp cho các chị mình luôn. Mẫu này thì em sẽ không may túi nha. Đầm này em sẽ may cho mình là 2 lớp rồi khóa phía sau lưng thôi, chứ không có may kèm túi cái mẫu này. Đợt trước thì sơ mi đều có túi, đợt này em đổi kiểu rồi. Đợt này cái tay áo em sẽ may gấp lên tạo kiểu cho mình. Đây, cái phần tay áo sẽ được may gấp lên như thế này. Giống như cái chị mặc mà mình hay sắn cái tay lên á, thì em này là em sẽ may gấp định hình sẵn luôn ha. Cái chị bận vô nó sẽ gấp sẵn nha em, coi như vậy nè. Mình điều chỉnh lại cho em xíu cho nó thẳng cái tay lại thôi. Rồi, đây là 1475 nhà em, mới vừa ra mắt luôn. Họa tiết caro tông màu đen trắng cực kỳ sang luôn ạ. 299.000 đồng. Bán tại shop em là 450 nha. Nếu mà các chị mua giá tại shop sẽ là 450. Nhưng mà ngay lúc này chị yêu nào vô tình xem được cái like này của em, mình bình luận đặt hàng luôn á, thì em chốt giá có 299 thôi. 299.000 ở trên bài like này của em thôi. 1475 cộng số điện thoại, mẫu đang mặc là 1475. 299.000 đồng nha cả nhà. Một em đồng sơ mi chiffon, vải đẹp, hàng đẹp may kỹ. Hàng bên em thì các chị không cần lo về chất lượng rồi, em bao chất lượng cho các chị mình luôn nha. Mẫu trên like mặc như thế nào, giao tới nơi cho khách là hoàn toàn giống như vậy. Cái này các chị mình yên tâm, hàng mặc sao là giao vậy cho các chị mình luôn. Ưng mẫu này thì bình luận đặt hàng bên dưới giúp em ạ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1475 299.000. Đó, họa tiết cái dáng nó kết dọc không? Nó kết dọc theo cái đền đầm này giúp cho dáng mình trông nó cũng thon hơn, ăn gian dáng người nhìn cao hơn nữa. Mặc hai tông màu đen trắng kết hợp để các chị đâu có lo lỗi thời đâu. Màu này mặc rất là sang. Vừa là họa tiết caro mà còn họa hai màu đen trắng này. Bảo đảm các chị luôn là cái mẫu này mặc mấy năm vẫn đẹp nha. Mấy năm sau các chị mặc nó vẫn đẹp và không lo lỗi thời qua đợt gì hết. Khóa được may sau nè. Ở trong thì em có may lót thun cô tông nha. Quên, đường thường đồng có túi, cứ kiếm hai cái túi hoài. Em này là không có túi nha, em này may trơn. Sơ mi trơn, dáng đầm xề nhẹ nhàng, che khéo được cái phần bụng dưới cho các chị mà rồi ha. Ai có bụng mặc đồ bên em là yên tâm nha. Đa số là cái nào cũng che khuyết điểm, 10 cái thì hết 9 cái che khuyết điểm, trừ một số cái mẫu đầm kiểu như body này kia thì cái đó là ít che khuyết điểm hơn, cũng có che nhưng mà ít không như thế này. Này là bận vô là che được rồi. Đó, bụng dưới là che cho mình luôn nè. Xe nhẹ nhàng phủ gối của em đây. Chốt hôm nay với giá tiền là 299.000 nha cả nhà. 1475 mẫu đầm của em ạ. À, chị An Trần lấy 1475. Mẫu đang mặc là 1475 chứ chị yêu nha. Cố gắng lên đơn sớm để em tư vấn và chữa hàng vừa sai cho các chị luôn ha. Tranh thủ đặt hàng sớm ngày hôm nay nha cả nhà ơi. Từ 40 cho tới là 65 cân bận vừa. Chị yêu nào chưa có mẫu đầm này thì bình luận ngay luôn giúp em. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok ạ. À. 1475 sale còn 299.000 đồng nha cả nhà. Em mang bao nhiêu tiền vậy shop? Dạ 299 chị yêu ơi, nguyên cái sơ mi luôn á. Tính ra là chị cũng chỉ mới bằng một cái áo sơ mi cái chị mua bên ngoài đúng không? Một cái áo ngắn ngắn cỡ này thôi, thậm chí là nhiều dùng rẻ hơn luôn á. Áo bên ngoài bây giờ giá cũng cao. Nếu cái chị mua đồ trung niên mà hàng tốt một chút xíu á, có thương hiệu một chút á hả, 7-8 trăm một cái áo cũng là bình thường luôn. Còn đây nguyên cái đầm cái chị ơi, nguyên một cái đầm luôn. Vừa đẹp vừa sang như vậy, vừa bận đi chơi được, đi tiệc được và đi làm văn phòng vẫn được ha. Em may cái kiểu này cái chị mình thoải mái lựa chọn, ai bận cũng đẹp mà đi đâu bận cũng sang luôn. 299.000 đồng 1475 cho em ạ. 1475 chốt đơn còn 299.000 đồng sơ mi vải von, họa tiết caro nha, màu đen trắng ạ. À, một màu chị, không có màu khác. Sơ mi em nhiều màu nhưng mà mỗi kiểu nó lại khác nhau. Đây, màu vàng thì chấm bi nè, màu da thì hoa văn dạng loan màu cho mình. Đó, hoa trắng thì nền trắng thì hoa tím, nó khác nhau hoàn toàn chị. Phía sau em cũng có cái màu xanh trơn, cũng sơ mi nè. Mỗi mẫu mà kiểu màu khác nhau, không có giống, không có họa tiết caro y dày và màu khác thì không có. Caro thì chỉ có một màu đen trắng em bận thôi. Chị Lan Ngọc lấy 1475 nha. Rồi, chị Kim Trắng lấy mẫu này đúng không ạ? Cho em số điện
thoại chị yêu ơi, để chút xíu nữa bên em còn gọi xác nhận đơn, tư vấn size và xin địa chỉ giao hàng nha. Khoảng tầm 2 đến 4 ngày là các chị yêu sẽ nhận được hàng bên em, thường là 2 ngày là tới rồi. Nhưng mà em trừ hao dư ra thêm mấy ngày để lỡ như có vấn đề gì trên cái đường đi, đường giao hàng, các chị mình sẽ cũng không có la bị sốt ruột ha. Chứ thường là 2 ngày dưới tỉnh cũng đã nhận được rồi. Thành phố thì hôm nay đặt là ngày mai có luôn á. Nha, đây là 1475 ạ. Rồi chị Thảo Lê chốt 1475 nha. Bây giờ em chuyển mẫu nha. 299.000 cho em váy này. Mua tại cửa hàng em là 450 nha. Dạ, ship hàng toàn quốc, chị Thảo Nhi ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu có chị ở quận thành phố, tất cả các quận luôn. 20.000 tiền ship. Ở dưới tỉnh thì chỉ có 30.000 đồng thôi, là em sẽ giao đến tận nhà, các chị không cần phải đi đâu. Và mình được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Tất cả các khách mua đồ bên em đều được kiểm tra trước thanh toán cả, nên là mình cứ thoải mái lựa chọn. Xem mẫu nào thích thì mình cứ chốt đi. Em giao tới nơi em cho kiểm tra hàng em mới lấy tiền. Đúng như quảng cáo mới lấy tiền. Rồi bây giờ em qua mẫu lên đầm xeo tiếp nha. Nói tới đầm xeo á thì phải nói tới cái vest này nữa các chị ơi. Còn mấy cái cuối à, mai mốt vài hôm nữa không thấy em bận là thấy hết hàng nha. Hôm nay là còn những cái cuối thôi á. Em không có về thêm cái vest màu rêu này nữa rồi. Em mới về vest màu da mà nó cũng cháy hàng. Nói chi cái vest rêu này em về hổm giờ nó qua một đợt rồi nè. Nó chỉ còn một size cuối cùng cho các chị mình thôi. Form đúng đẹp luôn các chị. Công nhận cái em màu xanh này form, form đẹp chuẩn 10 điểm luôn. Lên form nhìn gọn dáng hẳn luôn các chị ơi. Ai bận vô cũng gọn vậy hết nè. 1439 ạ, 1439. Rồi vest màu xanh rêu, chất liệu cô tông lạnh nha. Em còn cho mình là 17 cái cuối cùng, size 2XL. Các chị yêu nào size 2X không ạ? Xả luôn, hôm nay chỉ có 199.000 nguyên một cái vest luôn các chị ơi. Vest nha, vậy hàng bình thường nha. Mà rẻ hơn mấy cái đồng hoa luôn phải không? Đó, giá cũ em cũng bán phải 300 hơn ở trên line. Đó là trên line nha, chứ còn tại cửa hàng vest nó cũng 450. Em này bây giờ có qua trực tiếp shop em mua nó cũng 450 bằng cái sơ mi này luôn. Hàng mới nhà em mà. Vest xịn nữa, cái chị nhìn hàng ở ngoài là cái chị thích liền. Em giao cái vest màu xanh này tới nơi nha. Cái chị kiểm tra hàng mình khui ra mình coi một cái là cái chị mê luôn á. Cầm lên thôi, mới cầm lên thôi là thấy mê rồi. Form đẹp, chất đẹp, không chê vào được luôn. Đính kèm hai viên cúc cổ trang trí ở phía trên nè. Cái này em đính cố định ở đây nha, không tháo được ha. Khi nào bận là kéo khóa phía sau lưng cho em. Mây dáng đầm xè nhẹ chữ A, phải nói cái dáng này là dễ mang lắm luôn cả nhà. Cái form đầm này nè, không hề kén dáng cái chị chút xíu nào. Ốm người, tròn người gì mặc cũng được cho em. Nhưng mà hôm nay nó chỉ còn đúng một size. Hôm nay là nhiều chị mua sẽ không được chốt hàng nữa nha. Không phải em không muốn chốt nha, mà là vì nó không có vừa nữa đó. Không phải là cứ khách đặt là em giao được đâu các chị, em phải tư vấn nữa cơ. Không phải mấy chị là cứ đặt cái em giao liền, em chốt liền. Em còn phải chọn coi khách bận size nào vừa. Có size vừa em mới lên đơn. Còn mẫu này khách thích mà không vừa là cũng đâu có chốt đâu. Cũng phải giới thiệu cho khách cái mẫu khác. Hoặc là các chị mình xem mẫu khác mình lựa giúp em nha. Rồi, đầm này của em là 1439 nè. Đó, form đầm các chị coi nè. Khóa sau nè, có một túi phía trước, lên chuẩn dáng hồng. Không riêng mẫu mặt nha, mấy chị khách nha em vẫn lên form cũng đẹp mê ly như vậy luôn nè. Đó, eo may cao ở trên, phía dưới này là che bụng tốt cho các chị luôn. Đầm này nó che luôn bắp chân luôn. Che đùi, che bắp chân cho các chị luôn rồi. Form đúng đẹp nha, 199. 199.000 đồng, em còn 17 cái cuối cùng. Hết là ngưng luôn, không về thêm. Em mới về thêm cho các chị là vest màu da, vest màu nâu tây vẫn còn ha. Hiện tại nếu như mà vest á mà các chị không phải bận 2X đi, mình size nhỏ hơn thì mình có thể xem thử cái màu nâu tây hoặc là màu da hoặc là vest sọc của này của em nè. Đó, nó sẽ còn nhiều hơn xíu. Còn xanh thì em chỉ còn 17 cái cuối cùng thôi. Hết là hết luôn ạ, 17 đơn cuối nè. Dạ, like này em sale 199.000 chị Trà My ơi. Eo 84 chị, cái này size chuẩn nha. Vest xanh rêu của em, cái chị cứ đo theo size chuẩn cho em là ok. Eo 84 độ về, chốt hàng, đẹp thoải mái luôn. Cổ vest sang trọng. Đây, cái kế cổ vest nè. Tay lỡ cho cái chị là cũng đã che được cái phần bắp tay rồi ha. May đường eo cao, dáng người mình trông cân đối hơn. Nhìn dáng người cái chị mình nó cũng cao ráo hơn nữa. Với eo cũng nhìn nhỏ gọn. Cái túi thiệt ở phía trước và có cái nắp che lại cho mình đây. Từng đường may cái chị nhìn kỹ nha. Đẹp lắm luôn á.
Hàng nhà em may kỹ cái chị mặc rất là bền, chứ không phải là may mặc được lần đi tiệc không đâu, ở nhà mặc đi làm hàng ngày cũng được luôn á. 199.000 thôi. Form dài tới bắp chân của em đây ạ. À, mã số là 1439. 17 cái cuối cùng hết là bỏ mẫu nha. Đợt sau em chưa chắc là có về thêm vest hay không luôn á. Em cũng chưa chắc nữa, tại bữa giờ em chụp hàng mẫu mới cái chị thì em chưa có thấy về vest cái chị ơi. Em thấy là có về sơ mi thì có đó, sơ mi cũng có nha, vest thì em chưa có thấy về thêm đâu. Đó, đây là cái chị nào mà thích vest là phải tranh thủ mua trước đợt này đi. Chuyến sau mà có thì em giới thiệu thêm. Còn mà xui xui không có thì ít nhất mình cũng đã mua được mấy cái vest của đợt này rồi. Đợt này em còn vest màu sọc nè. Đây vest sọc nè, vest da nè. Rồi em có vest màu nâu tây nữa nè. Đó, em ít ra cũng có về được mấy đợt của mấy mẫu của đợt này, cũng không có bị thiếu hàng cho các chị mình ha. Rồi bây giờ em chuyển mẫu nha. Đầm này của em sale còn 199.000, chỉ còn size 2XL. 17 cái cuối cùng hết là ngưng luôn chứ không về thêm nữa nha. Sale luôn còn 199.000 nha cả nhà. Rồi em sẽ lên một cái đầm sơ mi đi, đuôi cá đi cho nó dễ thương, dáng dài luôn nè. À, em mặc là cô tông lạnh nha chị Hồng Kha. Vest đợt này em may cho mình á là đa số là những cái chất liệu nó dày dặn cho nó đứng form, thì em bận sẽ là cô tông lạnh ha. Đứng form đẹp lắm mà vải mềm nha, vải bên em hàng mềm đẹp, không phải là hàng pha, không có bị thô ráp cứng hay là khó chịu khi mà cái chị vận đâu. Này mình yên tâm, đứng form đẹp rồi chứ không có khó chịu. Rồi sơ mi đuôi cá đi các chị. Em này là phối màu ha, không phải hoa mà kiểu như nó phối màu đen đỏ kết hợp. Rồi cái này là 1448. Sơ mi này em bận là von tơ nha, hàng von tơ mềm. Ở trong có lót cũng không có bị mỏng đâu. Cái nào mà nghe von là cái chị yên tâm là em sẽ may hai lớp cho mình chứ không có mỏng manh xuyên thấu đâu mà lo nha. Tại vì có thể bận đi chơi, đi tiệc mà đi làm cũng bận được luôn. 65 cân đổ về em có size vừa cho mình nè. Em M sọc hả chị? Không chị Hồng Kha. Bây giờ em M em chỉ còn cái màu nâu tây là có thôi. Nếu mà vét nha. Nếu mà vest em có màu nâu tây là nó có size M. Còn lại à, màu da cũng hết M, sọc cũng hết M. À em có cái này còn size M nè. Cái vest mà đuôi cá đó chị có không? Chị có chưa? Em có cái đầm vest có cái đuôi cá súp lê dễ thương lắm. Mẫu đó thì nó còn mỗi M thôi. Nhưng mà form đó thì em may kiểu trẻ trung, kiểu như đi chơi ấy nha. Nó sẽ hơi ngắn ngắn một xíu nha. Đâu rồi ta, vest đuôi cá của em đây nè. Em còn cái vest này màu da cũng còn size M này chị. Đó, nó sẽ may cái đuôi cá ở dưới như vậy này dễ thương lắm. Em này đi chơi cà phê bạn bè thì hết sải luôn. Đi đi làm á thì phải tùy vào chiều cao nữa. Tại vì em cao 1m60, váy này nó chỉ vừa tầm ngang gối em thôi. Nó không có dài như mấy cái vest khác. Rồi, còn đầm của em thì dài tới bắp chân luôn nha. Đây là sơ mi đuôi cá nè, cũng mẫu mới nhà em luôn đó. Đen đỏ kết hợp ra một cái tông màu quá đặc biệt luôn. Khóa ẩn cũng may đằng sau lưng. Đầm sơ mi này thì có túi nha, hai túi hai bên cho cái chị mình đây. Kết hợp cổ áo sơ mi màu đỏ làm điểm nhấn cho mình rất là nổi bật ạ. À. Rồi có cổ sơ mi cao vừa đủ hở cái dây chuyền thôi chứ không có hở quá. Đó là ok kín đáo rồi nè. Có tay lỡ cho mình nha. Trong đầm có kèm lót thun cô tông kín đáo ạ. À. 299.000 đồng, 1448 cộng số điện thoại. Mẫu đang bận đây là 1448 nha cả nhà. Sơ mi von. Này là von tơ nha, hiếm lắm luôn mới có cái von tơ nè. Von hàn em nhiều. Von hàn nè, von tâm, von gân nha. Chứ còn von tơ tính ra là có mỗi em này. Đợt hàng mới luôn á, là có mỗi em này von tơ chưa thấy về thêm. 299.000 nha chị Cherry, 299.000. 49 cân có thể size M nha em chị bận vừa, nếu eo của chị dưới 68 ha. Mình đo giúp em phần eo chị yêu ơi. Nếu mà eo của mình dưới 68 thì có thể bận vừa size M nha. Đầm này của em là nó sẽ dài tới bắp chân luôn. Đó, thích dài hơn thì cũng có. Chị nào thích dáng dài hơn thì chút em sẽ mặc cho mình xem cái maxi da beo á. Đó, em có một cái sơ mi da beo. Nó dài gần tới cổ chân của em luôn. Rồi, đầm này thì nó chưa, đầm này mới tới bắp chân thôi. Vải nhà em các chị coi thấy không? Mình di chuyển nó thước tha theo cái dáng đi của mình luôn á. 299.000 đồng nè. 1439 màu nâu tây hả chị? 1439 là màu xanh rêu, nâu tây là mã khác. Ví dụ như em có 4 mã đầm vest thì sẽ là 4 màu, 4 màu vest thì 4 mã khác nhau nha. Đó, lý do vì sao mấy chị khách hay hỏi em là ủa sao chị đặt cái này giao cái kia? Là vì nhiều chị khách đặt nhầm mã. Cứ tưởng là vest là nó có một mã thôi, xong cái mình đính kèm cái màu vô là không phải. Màu khác là mã khác. Rồi nâu tây này chị, nâu tây là cái dáng nó xòe nhiều hơn xíu.
Đây, nâu tây thì em sẽ may cái dáng nó xè nhiều hơn xíu so với cái xanh nha. Đợi em 1 phút nữa đi. Sau cái này em bận cho chị coi luôn ha. Chị mua rồi đẹp lắm shop. Em cảm ơn chị Nguyễn Liễu nha. Đây là một review của khách em nè cả nhà. Mình đã yên tâm chưa? Cái chị khách mới á, mình cứ yên tâm mua thử đi. Nhiều khi mình chưa mua đồ bên em, mình thấy cái giá nó rẻ quá, mình cũng hơi lo ngại đúng không? Thì em sẽ hỗ trợ cho cái chị mình là kiểm tra trước thanh toán. Em chưa lấy tiền mà. Đâu phải cái chị mua mình, em bắt cái chị phải chuyển khoản cho em 100%. Xong rồi em giao hàng tới, cái chị nhận không biết là có ưng ý hay không đâu. Em giao tới nơi, em cho cái chị kiểm tra hàng. Tất cả các khách mua đồ bên em đều được kiểm tra trước thanh toán hết nha. Mình cứ mở ra mình coi, đúng như em quảng cáo thì mình nhận hàng, đúng không? Em chưa lấy tiền mà, tiền vẫn nằm trong túi cái chị mình đó. Giao tới nơi mở ra coi mà phải y chang như mẫu quảng cáo nè. Đó, ok, nhận hàng vô nhà liền, lần sau qua lại mua tiếp cho em. Nhưng mà em chắc chắn với cái chị luôn là đã mà em giao hàng tới là phải đẹp chuẩn mẫu rồi. Đó, không phải lo gì nha. Hàng đo chất lượng cho cái chị mình luôn. Em buôn bán mấy năm nay rồi, đâu phải là mới có mấy tháng rồi các chị. Khách nhà em mua là tính số lượng là lên cả 100 cái luôn rồi á. Cả nhà mình yên tâm nha. Sơ mi Volter là 1448 ạ, một màu duy nhất, 299.000 trên line. Ngoài line em vẫn bán cho mình là 450 nha cả nhà. Nếu mà mua tại cửa hàng em là 450 á, trên line nó chỉ có 299 à. Rồi bây giờ em lên cái vest màu nâu nha. Hồi nãy mặc màu xanh rêu lẻ hàng rồi đúng không? Đây vớt lại cái màu nâu, nó còn đầy đủ số lượng cho cái chuyện xíu. Nâu tây, tại vì cái vải nâu tây này em về được nhiều, em nhập được nhiều cái màu nâu tây này nè, em may được cái số lượng nó nhiều hơn. Đó, thành ra là bây giờ nó vẫn còn nha. Chứ cái màu nâu này là hot lắm luôn á. Không phải là cái chuyện mình nghĩ là nó còn lại là do nó tồn đâu. Có những cái mẫu cái chị thấy về cùng đợt, nhưng mà tại sao có cái nó hết trước, có cái nó hết sau. Đó là nhiều khi là do cái vải đem nhập về nhiều, em may được nhiều thì nó hết trước. Chứ không phải là nó không đẹp nha cả nhà. Trời ơi, sang quá trời, mình coi nè. Đó, nhìn thấy cái màu, cái chị thấy đọc lại chưa? Tông màu này rất là hiếm luôn á. Đó, giờ em mới về được một lần nè. Hôm nay là sale luôn cũng 200. Ô, hôm nay em giảm giá. Cái mẫu này của em hôm nay giảm giá cho mình luôn nha. Đây, em báo giá cho mình. Vest màu nâu tây, bình thường em bán là 299. Nhưng mà hôm nay em sale 259.000 thôi. 259.000 cho các chị luôn, nguyên một cái vest đẹp. Nó sẽ ngắn hơn cái màu rêu một chút xíu và nó xè nhiều hơn một chút, cái kiểu may là khác nhau hoàn toàn, các chị để ý thấy nha. Cái cúc này sẽ là cúc bọc thủ công cho các chị mình nè. Đó, cúc bọc cùng màu với đầm luôn. Kiểu may cũng sẽ hơi khác nha, cái túi nằm ở hai bên nè. Cái xanh này em bận là túi phía trước đúng không? Một túi. Em này là túi hai bên form dáng đầm xè nhiều hơn và auto là cũng che được cái phần bụng cho các chị mình rồi, không lo lộ bụng mẫu này luôn. Hôm nay em sale với giá tiền 259.000 thôi ạ. 1449 là mẫu đầu màu nâu tây của em nha. Sơ mi mới về màu sang không em? Màu sang hay là màu sáng chị Hương Lan ơi? Sơ mi mới về màu sang thì em thấy là có nhiều màu sang, ví dụ như là cái xanh này cũng sang lắm nè. Cái xanh này là xanh lông công là sang nè. Chứ còn mà nếu mà hỏi màu sáng nha, màu mà sáng thì cái đợt này em về 4 mẫu thì đều là màu trầm hết. 4 mẫu đều là màu trầm, bi cũng là bi đen trắng, caro cũng là đen trắng, rồi tông xanh lông công này cũng tông trầm thôi, với lại một cái hoa xanh cũng tông trầm cho mình luôn nè. Chứ em chưa có về sơ mi màu sáng chị ơi. Sang thì có, nè sang, chứ còn sáng thì chưa nha. Rồi đầm này của em là màu nâu nha cả nhà, nhận hàng thực tế là màu nâu nha. Tại vì có nhiều chị nhìn qua cái điện thoại á, mình sẽ thấy là màu này là màu cam. Có nhiều chị hay nói em là vest màu cam là không phải, màu cam đợt trước em về rồi. Trước cái mẫu này nè, trước một đợt hàng á, em đã có về vest màu cam cà rốt, em bán hết rồi. Hôm nay em về là màu nâu, màu da, màu xanh rêu, khác nhau nha. 259.000 cho một em vest quá sức rẻ các chị ơi. Form dài qua gối nha, hàng trung niên, hàng này bên em tự thiết kế cao cấp luôn. Đảm bảo các chị ngoài thị trường mua vest như vậy 700, 800, 1 triệu hơn. Đến bên nhà em mua nha, 259.000 có cái vest rồi. Bao chất lượng luôn, nhận cái này mới chị bất ngờ thiệt sự luôn á. Hàng may kỹ, vải đẹp, chất lượng, cầm vô nặng tay hết hồn các chị ơi. Cầm cái gói hàng mà thấy nó xịn sò cực kỳ, rửa vô cái vải nó cũng mát lạnh luôn nha. Đây là cô tông lạnh nè, mà nó mềm các chị thấy không? Nó vẫn có độ mềm chứ vậy là dạng mà cứng ngơ, cứng ngắc đâu. Mỗi đợt hàng em về nó càng đẹp hơn nữa. Cái đợt này em về cô tông lạnh nó đẹp, nó mềm hơn đợt trước luôn.
Đợt trước khách đã thấy ok rồi, mà đợt này nó còn mềm hơn đợt trước luôn nha. Chị Lê Yến chúc 1449 ạ. À. Chị Tuyền Nguyễn, 52 kênh lấy size L chị, em còn 4 size. Vét màu nâu tay vừa đi chơi đi tiệc đều sang, đều đẹp nha. Và đi làm cái chị mình cũng được cho em luôn, sang xịn mịn như vậy. Đó, form lên chuẩn dễ nè. Mẫu mặt làm sao là giao cho khách là hoàn toàn chuẩn vậy nha. Yên tâm 100%. Trên live em giới thiệu như nào, nhận hàng giống vậy cho em, không giống, không đẹp, không lấy tiền. 259.000 đồng, 1449 cộng số điện thoại. Mẫu mặt là 259.000 nha cả nhà ơi, nhanh tay em trừ hàng trừ size giảm giá cho các chị mình luôn ha. Từ 40 cho tới 65 trên là vợ vừa cho em mẫu này nha. Eo 84 đổ về cho em là được ạ. 1449 cộng số điện thoại cho em. Mã hàng là 1449 nha cả nhà. Rồi chuẩn bị em qua mẫu nè. 49 size L cho chị Thanh Thúy là lấy màu nâu tay của em ha. Form này các chị cũng lấy size chuẩn nha. Cái vest này của em cũng size chuẩn, tại chất này thì không tính co giãn. Size này giúp em M eo dưới 68, L dưới 74, XL 78 và 2X cũng là 84 như bình thường. Đó, cái nào mà co giãn được thì em sẽ nói để mình biết đường mình tăng giảm size. Còn riêng em này thì cứ size chuẩn mà mình đặt thôi. 1449 là vest màu nâu tây của em ạ, à, 259.000. Siêu phẩm vừa ra lò đợt này luôn. Rồi bây giờ em chuyển mẫu, em sẽ giới thiệu cho mình một số cái đầm đang sale nữa nha. Nói tới đầm sale để em lên mấy cái đầm nó bị lẻ size á cả nhà, nhưng mà nó đẹp. Hôm nay các chị thấy mà giá rẻ là vì nó lẻ size nè, nó qua đợt nè, với lại là em cố tình sale để mà lấy cái lượt tương tác thu hút thêm khách mới thôi, chứ không phải là đầm mà xấu hay đầm bị lỗi gì đâu nha. Hàng em giao tới là mới nguyên vẹn, các chị coi cái đường zip ly nè. Đó, hàng em giao tới là mới nguyên vẹn cho các chị mình luôn. Nếu mà các chị có nhận phải cái hàng bị lỗi em đổi cho mình liền ha. Cái này thì nếu mà nhận hàng lỗi là điều em không mong muốn ấy các chị, chứ mà là em cố tình gửi đâu. Tại bên em may về một mẫu như vậy nè, là số lượng cho các chị mình đi. Ví dụ như một mẫu em may cho mình 1.000, 2.000 cái một size. Đó, 4 size là các chị nghĩ đi, mấy ngàn cái đầm. Em không mỗi lần mà giao cho khách đó là sẽ không thể nào mà mở ra từng cái và kiểm tra được. Từ xưởng em nhập về cho các chị mình, xưởng may xong gói bỏ vô bịch kiến giao tới nơi là em sẽ giao cho khách luôn. Cho nên nếu như khách mà có nhận phải cái lỗi thì mình cứ nhắn tin chụp hình lại cho em, em sẽ đổi cho mình cái khác liền, chứ không có gì hết nha. Hàng lỗi hoặc là lỡ như có chật rộn gì đó shop cũng hỗ trợ đổi cho các chị mình nha. Dạ em bận đây là 1409 nè, mẫu đang mang nè, 1409 các chị yêu ơi, sale luôn. 159.000 đi. 159.000 cái vest này luôn nè, cũng là vest luôn. Nhưng mà em này sẽ may cái form đầm ngắn ha, nó chỉ vừa tầm ngang gối của em thôi. Còn mỗi M thôi hà, chị nào size M chốt giúp em. Eo 67, 68 độ về là mặc thoải mái. Còn eo tầm 70 là kêu như là vừa ôm luôn á. Nếu các chị thích cái váy này, và eo của mình 70 mình vẫn bon chen được, nhưng nó sẽ không phải là cái kiểu rộng rộng như vậy nữa, mà nó sẽ vừa ôm như thế này luôn nè. Đó, còn em cái chị tầm 6, 6, 7, 6, 8 như em thì vẫn nó vẫn còn hơi dư xíu nè. Em mặc mẫu này là 1409 cả nhà nha. Phần đuôi cá xếp ly đều từ trước ra sau luôn. Trước sau gì cũng có xếp ly đuôi cá cho các chị mình như nhau luôn. Đó, xịn xài chưa. Hôm nay trước đơn 159.000 đồng. 1409 159.000 đồng. Em có cho các chị mình là về 4 size mình bán hết trơn rồi. Hôm nay chỉ còn đúng size M sót lại thôi. Chỉ còn size M xe luôn còn 159.000 nha. Size M mỗi này là dưới 50 cân nha, cũng lấy size chuẩn cho em. Đây cũng là cô tông lạnh luôn. Váy này cũng cùng chất liệu cô tông lạnh chung với cái đầm màu nâu tây vừa rồi luôn ha. Xe 159.000 chị Ánh Tâm có đơn ạ. 58kg hả chị? Hết chị ơi, 58kg không còn. 58 mình lấy cái màu da này được không? Đây nè, cái này em mới về sau. Cái màu da này là em vừa về sau đợt này nha, đợt mới nhất luôn á. Cái này là trong đợt mới nhất nè, sau cái màu xanh rêu luôn nha. Này là sau màu xanh rêu, nó còn size lớn. Em này thì hình như còn XL 2X đó chị, còn được 2 size á, size to, được không? Chị nào size to thì có thể xem thử cái màu da này. Màu da này thì nhìn là các chị thấy cái kiểu nó khác liền. Mỗi một đợt em may là cái kiểu khác nhau, các chị thấy không? Nó không có giống nha. Đợt sau cũng vậy, đợt sau mà có về vest là cũng khác nhau luôn. Đó mà chưa chưa có thấy về vest nữa.
Có đợt này mình mua trước giúp em đi, có mấy mẫu nè. Đây, vest màu da nè, dáng dài này, nó sẽ là form xòe nhẹ chữ A. Và nó sẽ có phối một cái hàng cúc phía trước cho mình. Còn em mang á, là dáng suông. Em mang là cái dáng đầm suông nè, xếp đi đuôi cá nha. Có một cái túi và trên túi có một viên cúc ngọc trai. 159.000 trên like của em ạ. Dạ lẽ sai rồi chị Trần Phương. 1409 cộng số điện thoại nha. Sale còn 159.000. Màu tối hả chị Thoa? Chị Hoa Nguyễn ơi, màu tối chị thích vest hay sao? Vest mà màu tối á, thì hiện tại em có màu gì ta? Bây giờ màu tối vest hơi hiếm nha. Có dạng đen trắng được không? Giống này nè. Đây nè, em có cái vest này nè. Đó, cái này dáng ôm. Em có cái vest đen trắng này nè, nhưng mà dáng nó ôm được không chị? Tối thì hiện tại có sơ mi thì nhiều. Sơ mi màu tối thì em nhiều. Chứ còn màu vest thì không. À giống em bận hả chị? Không, mẫu em bận chỉ có một màu. Mẫu em mang đây nè, đuôi cá xếp ly đúng một màu duy nhất, không có màu khác. Thường là một kiểu, em chỉ may có một màu thôi. Không có may nhiều ha. Lâu lâu mới về được kiểu 2-3 màu nhưng mà ít lắm. Thường là về có một màu thôi ha. Đầm em mang chỉ đúng một màu thôi nha. Xe luôn còn 159.000. 1409 nè, 50 cân đổ về cho em là vừa. Trúc đơn 159.000 nha. Mã hàng cộng số điện thoại giúp em. Chị chỉ mặc suông a à, chị chỉ mặc suông hả? Nếu mà suông thì em không có cái màu này tối rồi. Để em coi kiểu khác được không ta. Sơ mi thì có tối nhiều á, màu đen nhiều. Vest em đợt này lại về những cái tông cũng không tối quá. Tại đợt trước em đã về màu xanh đen với lại là em về màu đen rồi. Cái chuyến trước em đã có vest màu đen, màu xanh đen. Cho nên cái chuyến này em lại về màu rêu, màu nâu đó. Đợt này em đổi màu ha. Mỗi lần về mỗi màu khác nhau. Rồi bây giờ cái váy này của em là đầm suông nè. Em này đầm suông nhưng mà cái dáng này là dáng không ố cổ. Em này là cổ vuông. Đầm suông cổ vuông cho mình, chất liệu là vải nhung ạ. Màu này đẹp, màu xanh navy này dễ mang, không có bị kén da cái chị mình. Rồi 1407 150 luôn, nhưng mà có 150 là cái chị thấy rồi đó. Nghe cái giá là sốc cực kỳ luôn ha. Giá này là cái chị phải đi mua sỉ mới được á. Mua sỉ mà phải mua cả 100 cái mới được nha. Chứ còn mà mua như nhà em thì khó lắm. Em hôm nay là em lấy giá lẻ, cái chị mua khách lẻ mà được giá này luôn. Rẻ hơn giá sỉ em ghi bên ngoài luôn mà. Rẻ hơn giá sỉ. Em có để giá sỉ cho khách em cũng phải 200 mấy cái váy này. Chứ không phải mà 100 mấy đâu. Ở trên live bình thường em bán 299.000 ở cả nhà. Hôm nay chỉ có 150 thôi, coi như sale nửa giá luôn. 149.000 đồng. Form dáng đầm suông chữ A, may kèm hai túi nè. Chất nhung bên em cái chị mình đã từng mua là sẽ biết rồi, nó sẽ có co giãn. Hàng nhung nhà em là vừa mát lạnh vừa co giãn và vải nó ống luôn ha. Không nóng nha, không hề nóng mặt, không hề khó chịu nha. Cái chị nghe nhung cứ sợ là nó nóng không à? Không có. Nhung bên em mặc là thích liền luôn á, co giãn tốt không? Còn một size, nhưng mà không sao. 50 cân vừa, 55 cũng bận vừa cái size L này của em. Em còn size L nha. 50 cân cũng đặt được nè. 55 cân cũng đặt được. Và 60 cân cái chị cũng đặt được giúp em luôn. Rồi bây giờ chị nào dưới 60 thì cứ đặt em này cho em đi nha. Đang sale với giá tiền chỉ có là 149.000 đồng. Ví dụ 60 thì mặt nó sẽ hơi ôm ôm eo xíu. Còn 50-55 thì nó sẽ hơi suông suông chút. Em này đâu có chiếc eo đầu lo cái gì. Cái này là may suông mà. Em sẽ may dáng suông, không có đường chiếc eo ngang. Cho nên là có mặt ôm hay là suông rộng thì nó vẫn đẹp đúng form như bình thường. Chị Ngọc Body Que lấy mã 1407 đồng của em đang mặc rồi. Còn chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới cho shop nha. Mã hàng cộng số điện thoại giúp em là ok ạ. À. 1407 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà, cố gắng lên đơn thật là sớm để bên shop có thể tư vấn và trừ hàng cho các chị mình nha. Đây, form suông thôi nha, không có xè quá. Em này là may đúng chất suông chữ A nhẹ nhàng luôn á. Chị nào thích thì lấy cái này cho em. Hôm trước em về hai màu. Cái váy nhung này nè, hôm trước em có về thêm cái màu đỏ rượu cũng đẹp lắm. Mà đỏ rượu hôm nay như nó cháy hàng mất tiêu rồi. Đỏ rượu. À, đỏ rượu còn được 3 cái size M. Đây, đỏ rượu còn 3 cái size M nha, đúng 3 cái cuối luôn. 07 là màu xanh rêu, em đọc mã nè. Em mặc là màu xanh navy. Em bận màu xanh navy hay nhiều chị còn gọi là xanh than thì cũng là nó đó. Nói chung là xanh đen á cả nhà. Rồi, 1407 là màu em mang. Còn 06 mới là đỏ rượu nha, coi chừng nhầm nè. Chị nào mà ghi là 07 màu đỏ như em là sai. Đỏ là phải đặt 1406.
cái kiểu y chang em mặc luôn. Form giống, chất giống nha, nó chỉ khác cái màu thôi. Màu đỏ rượu là 1406 ạ. Dạ hết 2X chị Thoa Nguyễn ơi. Màu em bận đây chỉ có thể lên được tầm 60 cân là đã tính co giãn rồi á. Chứ thật ra em chỉ còn size L thôi. Màu xanh của em là chỉ còn đúng size L, dưới 60 cân cái chị cứ đặt hàng, tại co giãn tốt nên là trừ hao được thoải mái. Còn màu đỏ rượu thì dưới 55 cân nha. Đỏ rượu là 1406 còn 3 cái cuối size M. 1406 còn 3 cái cuối cùng. Size M chốt luôn 150 bằng em mặc. Còn xanh em mang là 1407 là còn size L dưới 60 cân vừa cũng 150 đồng giá luôn. Cả hai đều là chất nhung nha cả nhà. Sale đồng giá 149.000 đồng nha. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới cho shop ạ. Tranh thủ đặt hàng sớm để bên em tư vấn và trừ hàng cho các chị mình ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. 1407 là màu xanh và 1406 là màu đỏ rượu nha cả nhà. Giá tiền bằng nhau 149.000 nha. Nếu mà xuông mà size 2X em còn cái nào không ta? Hôm nay xuông lễ size hơi nhiều. Xuông em nhiều, xuông thì nhiều lắm nha. Nhưng mà nó tàn lễ size không à. Đây nè, em có cái xuông Galaxy này cũng còn size nhỏ nè, size ML nè. Rồi em có cái đầm ôm xuông hoa màu rêu này cũng còn size M nè. Tàn là dưới trăm, trăm mấy nè. Trăm mấy hoặc 99 ngàn thôi, rất là rẻ. À có cái sọc. Đây, có cái sọc này đi. Cái sọc này còn 2X nè. Sọc này ok nè. Chị Thoa Nguyễn mà mặc XL thì mình bao nhiêu cân chị Thoa Nguyễn? Nếu như chị Thoa Nguyễn 60 cân, chị hoàn toàn có thể lấy được cái này của em size L. Tại vì nó có thể co giãn nè, lên được 5kg một size luôn ha. Mình đo cho em cái số ký với lại là cái số đo eo của mình đó chị Thoa Nguyễn. Tại vì những cái mẫu mà co giãn như vậy nè, tính cái số ký với số eo nó dễ hơn. Số size thì nó hên xui lắm. Có những cái mẫu nó co giãn tốt, mình tính số size nó cũng không đúng nữa nha. Tính số ký này kia cho em đi, cân nặng vòng eo này kia đo giúp em đi, em tư vấn cho nó dễ. Chị Thoa nghĩ 65 cân là chị phải bận 2X chị Thoa Nguyễn ơi, chứ XL thì cũng không vừa nha. 65 cân là 2X rồi, vậy là cái xanh chị không vừa. Cái xanh nó chỉ lên được ở 60 thôi, tiếc quá. Cái này đi, em còn một cái đầm xuông nữa nè, màu này là đen trắng. Một em váy xuông sọc đen trắng nha, cũng sale 150 luôn phải không? Von 2 lớp nha, 1419 là mẫu này của em. Rồi, em này bận được 2 dáng luôn. Mới đầu tiên mặc vô nó sẽ xuông như vậy trước. Đó, ai tính bận xuông vậy cho em. Còn không á, đổi lại mặc thành ôm nhẹ eo cũng được nha. Cột cái sợi dây vô. Cái em váy này em có may sợi dây eo nè. Cái chị nào muốn mặc ôm ôm mình cột nó vô cho em. Này, ví dụ như muốn mặc ôm ôm vậy nè nha, cột nó vô cho em nó sẽ ra ôm eo liền. Đó, cột nhẹ là như vậy, nó sẽ ra một cái dáng đầm ôm nhẹ phần eo. Đây, được không? Vẫn hai kiểu nha. Rồi 150 thôi ạ, trong có may kèm lót. 1419 trong có may kèm lót cho mình 149.000. À, chị Thanh Lê 1407, 60kg 1m45 hả chị? Mình đo thử giúp em eo đi, eo đầm đó nó lên được cũng phải cỡ tầm mà 80 á. Eo 80 được đó chị đo cho em phần eo. Eo tầm 78-80 là vừa chị nha. Nhớ đo eo giúp em ha. Rồi đầm em mang là 1419 ạ. Cái này thì eo dưới 85. Đầm van của em tuy chất không co giãn nhưng mà nó xuông rộng cho nên cũng trường hao được eo cỡ 85. Tay ngắn cổ tim dáng đầm xuông nhẹ chữ A. Cột lại nó sẽ ra một cái dáng đầm ôm nhẹ như vậy. Còn thả ra thì sẽ mặc được phong xuông nữa nè. Nói chung là vẫn được hai kiểu cho em luôn. May kèm hai túi khóa kéo nằm sau lưng ạ. Đầm van may hai lớp cho các chị luôn nha, không có lo mỏng đâu. Rồi cột nơ phía trước phía sau gì em thấy là nó cũng xinh hết trơn á. Cái này sọc nè cho nên các chị cột trước nhìn nó cũng rất là đặc biệt luôn. Đây em đổi kiểu cột trước mình xem. Trời ơi xin chưa các chị, 150 nói tin hồng, 149.000 đồng. Mà sọc như vậy các chị trung niên vẫn hợp nè, đâu có kén đâu. Không sợ kén da kén tuổi luôn nha. Hai tông màu đen trắng là kết hợp với nhau là quá đặc biệt luôn các chị. Không lo lỗi thời qua đợt luôn. Sọc dọc còn ăn gian được cái dáng người cho mình nữa nè. Rồi có may kèm túi tiện lợi luôn. 1419 ạ. Em còn tương đối cho mình là 4 size nhưng mà số lượng không nhiều nha. Chị yêu nào khoảng tầm 65 cân đổ về hoặc eo 84-85 thì có thể bận được giúp em. Rồi trong 4 size thì em thấy tình hình là cái size M có lẽ nó sẽ hết trước á. Size M tầm còn khoảng chục cái, còn L, XL, 2X thì trên dưới 20 cái nha. Sắp hết rồi các chị ơi, xuông sắp hết hàng rồi. Sọc hả chị Thoa Nguyễn ghi mã giúp em đi, 1419. Lấy sọc này ghi giúp em 1419 nè.
Đó, thích con xương thì em cầm cả xương để em nhớ coi. Em này là 1419 nha cả nhà. Em còn cho mình là size L. Rồi, à quên full size. Em còn full size cho các chị mình luôn ha. Dưới 65 cân bự vừa cho em nha. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ lên đơn để em tư vấn và trừ hàng cho các chị mình nè. 1419 cộng số điện thoại cho em. Nhanh tay em trừ hàng, trừ size giảm giá luôn. Rồi, chuẩn bị bây giờ em qua mẫu nha. Ôi hai cái sọc này lẽ sai còn L tiếp ghê. Em còn hai cái sọc ở hai cái xuông chứ. Nè, em còn hai cái xuông này cũng dễ thương lắm nè. Chất lai dông mát lắm. Cái vải này á mát rượi hả. Thun lai dông á cả nhà, nó mát rượi luôn mà nó không có chảy nhão gì hết trơn á. Đây nè, hai cái hoa này cũng xinh may xuông luôn. Mặt chồng vô chứ cũng cần khóa kéo. Mà đây nó cũng còn có một size L luôn. Lẽ sai như nhau. Tại về mà một cặp như vậy mấy chị khách hay mua chung á, mua một lần một cặp để thay đổi á. Cái đổi lần nó cháy hàng, cái nó đều cháy chung luôn. Hết này cái này mà hết size nào, cái kia hết size đó luôn. Hai em này cũng dễ thương lắm, đồng xuông cho các chị luôn. Mà còn L, L cộng luôn co giãn thì nó cũng cỡ tầm mà giống như cái em với như cái vừa rồi em giới thiệu á, cộng thêm co giãn cỡ 5kg thì cũng tầm 60 cân thôi hả. Dễ thương lắm luôn á. Nội hôm mấy cái sọ, cái sơ mi đi. Sơ mi nè em cũng may dán xuông nè. Rồi em lên sơ mi thử nha. Sọc là 1419 chị Lê Yến ngồi trước bạn giúp em ạ. À, chị Thanh Tuyền 47 cân có thể bận size M nha em nha chị. Đầu này size M em 70 đổ về vẫn được luôn ha. Em dưới 70 cho em vẫn được. 1419 là sọc đen trắng nha. Sale còn 149.000 đồng. Rồi tiếp theo em có một cái đầm sơ mi xuông. Chị nào thích xuông thì em lên nốt cái sơ mi này cho mình xem. Ngoài xuông thì em vẫn có đầm ôm body và đầm xòe nữa nha, nhiều lắm nha. Đây, váy này là sơ mi xuông. Em này với mã hàng là 1458 ạ. Mình cũng có thể bận hai kiểu như cái sọc vừa rồi luôn. Em thích mấy cái kiểu may dày này các chị. Tiết kiệm đúng không? Mua một cái đầm mà đợi bận được mấy kiểu luôn là quá tiết kiệm rồi. Đây, may xuông cho các chị xuông rộng luôn nè. Và cũng có kèm dây eo luôn. Muốn mặc xuông để nguyên như vậy cho em nha. Còn thích mặc ôm eo chỉ cần cột nó lại thôi. Đang xuông rộng đúng không? Chỉ cần một cái thao tác nhỏ như vậy nó sẽ ra dáng ôm liền. Đó, xếp vô cho em xíu nó ra cái đầm sơ mi hơi ôm nhẹ liền ha. Để em coi đây nó còn đủ size không nha. 1458 nè. Ui hên quá còn cái chị ơi. Vậy là dưới 65 cân mặc vừa giúp em. Nay xả kho thêm xíu nữa nha. Bình thường em bán giá cũng 300 hơn. Hôm nay chút còn 229.000 thôi. Đầm sơ mi chất liệu vải châu tôn. Xe luôn còn 229.000 đồng. Em có cho cái chị mình là size M, size L, size XL và size 2X luôn. Nói chung là full size á. 65 cân đổ về cho em là vừa. Dán đầm xe là dán đầm xuông ha. May xuông cho mình phủ gối tới bắp chân. Nền màu vàng nha. Và có những cái bi trắng trắng ở trên đầm. Nó giúp cho cái màu của mình nó không có bị quá lè lè các cả nhà. Nhìn vô nó vẫn rất là dịu mắt nha. Cái em tông vàng này em thấy chị bận vô nó cũng trẻ trung nữa. Trẻ ít nhất cũng phải mấy tuổi cho em luôn. Hôm nay shop chốt đơn với giá tiền là 229.000. Chị yêu nào chưa có mẫu đồng này thì bình luận bên dưới cho em luôn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. À, chốt luôn hôm nay là 229.000 đồng nha cả nhà. Sơ mi dán đầm xuông có kèm dây eo. Nếu như cái chị vẫn hơi rộng mình chỉ cần thắt nhẹ cái dây vô giống như em ở đây. Không cần phải đi chỉnh sửa bóp đầm gì hết. Đó, em thắt nơ phía sau nè. Còn chị nào thích thì mình thắt phía trước cũng được luôn ha. 229.000 chị Dương Dương ơi, rẻ không? Thì luôn là nhiều khi em báo giá mà chị khách bất ngờ luôn á. Đầm thì hàng shop nè, hàng trung niên nè. Mà cái giá còn rẻ hơn đi chợ mua nữa. 1458 à. Chị Mười Kim ơi, em mặc là 1458. Chị yêu ơi, ghi mã vô cho em với nè. Nãy giờ có chị khách nào thiếu mã, thiếu số điện thoại gì không? Bổ sung liền cho em nha. Mình thiếu là chưa có chút đơn được đâu đó. Sọc có 2X chị, sọc có 2X chút mã giúp em là 1419 để em tư vấn nè. Chị mua 279.000 là gì nguyên liệu? Đây, chị khách em vừa review đã không? Hôm nay em sale nè, thật luôn mà em nói em sale là sale thiệt. Nhiều khi mấy chị khách đó, khách mới đi, mấy chị khách mới đi, mấy chị không tin. Mấy chị nói là nó nói giá cao để giờ thấy rẻ cái để mọi người mua. Không có đâu, khách em mua đây, chị khách em vừa nhắn mua 279.000. Hôm nay trong bài like của em chỉ với 229.000 đồng thôi. Rẻ hơn được bao nhiêu rồi đúng không? Mà các chị thử nghĩ đi, đâu phải chỉ sale một đầm đâu.
mỗi thứ em sale một ít. Cái chị hôm nay mình gộp đơn mỗi thứ một ít là mình giảm được cả mớ tiền luôn rồi đó cả nhà. Đầm này em sale mà đầm khác cũng sale luôn, cái nào cũng sale hết, ít nhiều gì cái chị cũng giảm được phải từ 5, 70, 100, 200 trên một đầm đó. Em này nè, tại cửa hàng em nha, vẫn bán cho cái chị là 450. Sơ mi đầm vest là cứ 400 hơn một đầm tại shop. Nhưng mà trong bài like này cái chị chỉ bỏ ra có 229 nè. Đó, chỉ cần bỏ ra cho em 3 lần chia sẻ like thôi. Sơ mi nè, 229.000 mà nó đẹp như vậy. Lên form dễ thương ha. Form này nó suông chữ A, nó dễ mang lắm các chị. Cái dáng đầm suông này không có kén. Chị nào mình trào người ốm người gì mặc cũng được cho em, mà nó dễ trung nữa. Diện em này vô trẻ mấy tuổi là bình thường luôn, mặt trắng da được cả nhà. Ai thích những cái tông nổi nổi là phải chốt liền. Tại chuyến này em chỉ có khoảng vài cái đầm màu sáng thôi, còn lại màu tối là nhiều. Đa số đầm trung niên các chị thích màu tối á, em về ráng được mấy cái đầm sáng á nha, cũng phá cách lắm luôn á. Chứ còn lại đa số mấy chị thích đầm tối nhiều. Rồi em mặc là 1458 chị Hiền Ngọc ơi, mã 1458 cho em. Chốt trên like này luôn là 229.000 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới giúp em nha. Mã hàng cộng số điện thoại cho em là ok ạ. À, cố gắng đặt hàng sớm để em tư vấn và trừ hàng cho mình nha cả nhà. 1458 cộng số điện thoại. Các chị yêu mình coi like mình nhớ tương tác về một chút xíu nha. Lâu lâu mình chấm bài cho em cái, để like mình nó không có bị trôi nha cả nhà. 229.000 đồng sơ mi dáng suông của anh em nha. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ qua thêm một em váy nữa nha. Bây giờ lên cái nào đây ta? Nãy giờ bận màu sáng rồi đúng không? Giờ em lên cái màu tối đi nha. Lên một em màu tối thay đổi phong thủy đi. Chị các chị có thích đa sơ mi để giờ cũng nhiều rồi đúng không? Thôi để lên đầm khác đi, không có cổ nha. Bây giờ em sẽ mặc cho mình xem thêm một em váy nữa. Rồi, em có cho các chị một em váy nhung đi. Đây, một em đầm nhung. Cái nhung này của em nó cũng gần hết hàng rồi, để em mặc nhanh cho mình xem nha. Váy nhung to giãn nè. Không biết hôm nay nó còn size L90 không ta? Lúc nó mới về á là L90 nha. Em bán hổm giờ nó lẽ size tùm lum luôn. Rồi mỗi lần mà mặc phải kiểm tra lại. Tại sợ giới thiệu hồi cái khách đặt cái hết hàng nữa chết. 1437 nè. Rồi đầm nhung của em còn hên quá, còn 4 cái size 2X. Vậy chị nào L90 mình nhanh tay giúp em nha. Chỉ còn đúng 4 cái size lớn cho mình thôi đó. Hiện tại bây giờ váy nhung này em còn cho mình là size M, L và size 2X thôi. Mà chủ yếu là M với L thôi hà. 2X còn có 4 cái cuối à. 1437 em trước còn 299.000 luôn. Nhung nhà em nó có co giãn nên các chị mình yên tâm nha. Váy nhung mặc có độ co giãn cho mình, chất nhung mát rượi cộng thêm co giãn mặc rất là thoải mái. Cổ vuông em này đi tiệc được, đi tiệc sang trọng cho các chị mình luôn. Ví dụ như đi tiệc các chị có thể phối kèm một cái cổng thắt lưng vô. Ví dụ đầm trơn nha, em giao tới nó trơn như vậy nha. Nhưng mà em ví dụ các chị có thể kết hợp kèm một cái cổng thắt lưng vô hoặc là một cái cài áo gì đó vô để nó có cái điểm nhấn đẹp hơn cho mình. Đó, các chị thấy không? Chỉ cần một cái cài nhỏ vô như vậy thôi, mang thêm một đôi guốc vô, một cái túi xách vô nữa, các chị thấy nhìn em khác liền chưa? Để em mang đôi guốc vô cho nó hợp tông nha. Đợi em xíu. Đây nè, diện em này đi tiệc thì sự tưởng đâu mua cái đầm 700-800 ngàn không á. Váy nhung bây giờ thị trường các chị mua cũng đâu có rẻ đâu. Mà em bán ở trên bài like này bao nhiêu ạ? 299.000 thôi. Là các chị cũng đã có một cái đầm nhung rồi. Sao xịn xò như cả nhà ơi, combo này đủ đẹp chưa? Đó, chỉ cần một đôi guốc, một cái túi, một cái điểm nhấn gì ở trên đầm thôi. Thật ra mặt trơn là nó cũng đã đẹp rồi. Nhưng mà nếu các chị thích nổi bật hơn thì đây kết hợp giống như em, thắt lưng vô, cài áo vô nha. Ở ngoài cái vải nhung của nó ống lắm cả nhà. Đó, ở ngoài các chị nhìn nó sẽ ống đẹp như vậy nè. Chốt hôm nay là 299.000 cho em. Chị nào mà 70 cân hoặc là L90 thì mình vẫn có thể đạt được nha. Mà phải nhanh tay hơn một chút xíu. Tại vì chỉ còn 4 cái cuối size 2XL thôi. Em còn size L70, L90 nhưng mà chỉ có 4 cái cuối cùng. Chị Quyên Lê chốt đầm nhung đi thả giúp em chị. Cái này là 1437. 1437 sale còn 299.000 đồng. Eo lên được 90. Đầm nhung nha cả nhà, vải có độ co giãn tốt luôn, chất mát lạnh, form dáng đầm xòe. Mà yên tâm là với cái tông màu đen này là nó che hoàn toàn khuyết điểm cho các chị mình luôn. Chị nào mình có bụng là yên tâm giúp em là che hết bụng, không có lộ bụng đâu nha. Không lo lộ bụng gì với đen vải này, vừa màu đen mà còn vừa xòe như vậy nữa mà. Che hoàn toàn khuyết điểm cho các chị mình luôn đó.
sang lịch sự với chị ơi, hàng hiếm về bán hết trơn rồi, hôm nay chị còn vài cái cuối thôi. Em nhung này sẽ không may thêm nên đợt này nếu có chị chưa có thì mình tranh thủ đặt luôn cho em nha, đợi chuyến sau hỏi lại không có hàng đâu, chuyến sau em may kiểu khác, chưa chắc em đã có về nhung đen đâu, nếu mà đợt sau không có là coi như là hụt luôn cái váy này luôn á. Rồi 1437 nha, 1437 cộng số điện thoại của Vương sang trọng cho mình, có những cái sọc ở trên đầm tạo điểm nhấn nè. 299.000 đồng váy này của em, mã hàng là 1437, chị yêu nào chưa có thì lên đơn luôn, sale hôm nay là 299.000 đồng nha cả nhà. Có chị, em còn 4 cái size 2X đó chị Ngọc Trần ơi, chị bao nhiêu cân nè? Cái này 2X là nó lên được tầm eo 90 luôn á. Được nha, eo 88-90 độ về cái chị cứ đặt cho em. Đó, váy trơn như vậy là cũng đã quá đẹp rồi đúng không? Kết hợp theo một cái điểm nhấn vô là còn sang trọng hơn nhiều. Hỏi ra cái đầu mua được, mua 300 ngàn chắc không ai tin thiệt. Cái chị bận em này đi chơi đi tiệc kêu 300 không ai tin luôn á. Váy quá rẻ luôn. Nhớ rất sớm giúp em nha, em chừa hàng cho mình nè. Mã cộng số điện thoại cho em là ok. Một bà... Rồi em đang bận đây, mã số là 1437 các chị yêu nha, 1437. Xe luôn với giá tiền là 299.000 nha. Nhung này mà rờ vô ngoài thị trường người ta bán nhất 700 hơn á cả nhà. Vải đẹp lắm. Nội mua cái khúc vải này thôi là cũng bao nhiêu tiền, may xè rộng cho các chị luôn nè. Đó, mà trên bài like của em có 299 nguyên cái đầm may đẹp xuất sắc luôn. Em bao kiểm hàng luôn nha. Ai nhận cái đầm nhung này của em mà kêu không đẹp nhưng quảng cáo em không lấy tiền luôn á, được kiểm tra chứng thanh toán. Dạ giao hàng toàn quốc nha chị Vi Hoàng, chị ở đâu ạ? À? Em ở thành phố nha. Em ở quận 7 Hồ Chí Minh. Cái chị mà ở thành phố em cũng ship cho mình là 20.000 đồng. Nay đặt là mai có. Ở dưới tỉnh á, thì em ship cho cái chị khoảng tầm 2 đến 4 ngày là cái chị nhận được hàng rồi. Và phí ship chỉ có 30.000 đồng thôi. Bên shop đã có hỗ trợ một phần ship cho cái chị rồi, nên là mình cũng yên tâm nha. Rồi bây giờ em lên cho mình xem cái váy này. Cái váy này của em là body nha. Nãy giờ chưa mặc body nhiều đúng không? Rồi, một em đầm body đuôi cá von. Em này cũng có kèm thêm một cái sợi dây thắt eo rất là dễ thương nữa. Mình có thể thắt nó vô cho nó có cái điểm nhấn nè. Cái này thì em may dây eo sẵn cho mình luôn ha. Body đuôi cá hoa vàng, mặt cũng rất là dễ trung. 229.000 đồng cho em ạ. À. Đầm này cũng còn full size nha. Rồi chị nào thích body xem thử nè. 1428. 229.000 đồng cho em. Body đuôi cá nha cả nhà. 1428 sale còn 229.000. Số lượng em còn à, tương đối thôi chứ không nhiều. 229.000 đồng, có size từ 40 cho tới là 65 cân. Chị yêu nào dưới 65 cân thì cứ đặt hàng bên dưới giúp em ạ. À. 1428 cộng số điện thoại, sale còn 229.000 đồng nha. À, von hả em? Dạ, em mới mặc là nhung. Cái màu đen là nhung, cái này là von nè. Cái em đang bận mới là von nha. Rồi, chị nào thích von thì à, xem cái này ha. Có khóa nằm đằng sau lưng nha. Dáng đầm mà đuôi cá nên là cái chị mình đi đứng á, nó cũng dễ dàng thoải mái chứ không có bị ôm hay là bó khó chịu gì đâu. Đây những cái bông hoa vàng cái chị nhìn vô là thấy nó nổi bật liền đúng không? Đó, sáng chưa? Dơ pha một cái là thấy nổi liền, da trắng tươi liền. Em này diện mặt cũng trẻ ra mấy tuổi luôn, chị Tina có đơn ạ. À. Rồi chúc giúp em hả là 1428 rồi nhà ơi. Mẫu đang bận đây là 1428, em này thì có số lượng đầy đủ. Full size cho cái chị mình từ 40 tới 65 luôn. Nhưng mà không coi giãn nhiều nha, von mà. Mấy chị mà thấy em mặc mà von là không bao giờ mà em kêu nó co giãn nữa trơn á. Đó, von thì cái chị tính giúp em nha. Đầm này trừ hao luôn, eo cỡ 82 là đẹp. Eo cỡ 82 là đẹp, còn cỡ 84 là vừa ôm á. 82 là nó còn thoải mái. Ví dụ cái chị mặc mà kiểu thoải mái quen rồi á, thì eo 2X là 82. Còn mình mặc ôm ôm được á, thì eo 84 cho em là vừa đẹp luôn. Rồi, chút còn 229 ạ. 1428 cộng số điện thoại. 1428 cộng số điện thoại, chị yêu nào chưa có thì bình luận ngay bên dưới giúp em. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là ok nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. 40 cho tới 65 cân là vẫn vừa cho em nha. Từ 40 cho tới 65 cân. 1428 cộng số điện thoại cho em ạ. À. Sale hôm nay là 229.000 cho một em váy body. Em có body đuôi cá nữa. À, body sườn xám, em có sườn xám nữa. Đây, sườn xám nhung nè. Với mới về cái này là dập ly.
Em này màu nâu đồng cũng rất là lạ luôn. Đó, nhung dập ly nè là sẽ tà, còn em sườn xám này là sẽ hai bên. Xinh lắm. Các chị thích lên mẫu nào thì mình cứ bình luận cho em nha. Chị Thu Dương lấy 1428 đúng không ạ? À? Có hai giống mày màu đỏ không em? Giống như em mặc hả chị? Không, hoa đỏ em có đầm xòe. Em có hoa đỏ xòe. Mà lẽ sai. Hoa đỏ này đẹp nè, xòe đẹp lắm, lên form và đó là chuẩn mà che giấy nha, cái giữ rất là hay. Nhưng mà nó chỉ còn có một size à. Size M. Không biết có vừa size chị không? Em bận thì nó chỉ còn em bận thì hoa vàng thì full size. Nhưng mà có một màu thôi. Cái kiểu body đuôi cá mà kèm dây eo em mang đây chất von hai lớp chỉ có một màu duy nhất ạ. À. 1428. 1428 cộng số điện thoại. Em sale luôn với giá tiền là 200. 29.000 nha cả nhà, 229.000 đồng. Chị yêu nào chưa có thì cứ bình luận bên dưới giúp em nha. Đầm body von mặc đi chơi, đi tiệc, đi đâu cũng phù hợp cho em. Cái màu này em thấy cũng dễ thương á. Kiểu này mặc lên trẻ trung dễ thương nè. Hàng số lượng đầy đủ nha. Nhưng mà đợt sau là không có về thêm đâu. Nếu mà chị nào thấy thích rồi, chuyến này mình chưa có thì mình mua luôn cho em nha. Đợi đợt sau hỏi không có mẫu này đâu cả nhà. Lúc đó vô là thấy em mặc một loạt hoa khác kiểu khác rồi. Có suy nghĩ lại thích cái kiểu này muốn mua thì cũng không cần hàng đâu nha. Hết số lượng em bỏ mẫu luôn. Rồi em lên cái hoa đỏ mình coi thử đi. Nếu mà chị nào size M thì chốt cái này cho em. Rẻ lắm. 119.000 thôi. Xả kho luôn mà. 119.000 cho em cái váy này luôn. 1340. 1340 sale 119.000 đồng. Em này với chất liệu là vải lụa nha. Lụa này lụa mango như em mấy chị khách mặc thích mê luôn á. Mặc thoải mái cái chị, mát lạnh thoải mái mà không có nhăn. Giặt tay giặt máy gì vô tư cho em luôn á, không nhăn nhầu gì hết trơn á. Cỡ hơi vuông bầu một chút xíu nè. Phần tay lỡ cũng có may chiếc eo cao dáng đầm xòe che bụng. Cái chị có bụng là che bụng cho mình, rất là xinh ha. Hôm nay em sale với giá tiền là 100 à. Hôm nay sale luôn 119.000 nha, 119.000 đồng, khóa khéo nằm sau lưng của em đây. Chốt nhanh trên like là 119 ạ, à. Chị yêu nào lấy thì bình luận giúp em nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại, chị Trinh Trần lấy mẫu của em đúng không ạ? À? Rồi cố gắng mình đặt hàng sớm để bên em tư vấn cho mình nha. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em là ok nè. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình đây. Đây là mã hàng 1340, em mang là 1340, chị Bùi Lệ Thi ơi cho em xin mã số với 1340 119.000 đồng. Đây để em ghim cái mã dưới. Rồi, 1340 119.000 đồng nha cả nhà. Hai màu, em còn một hoa màu nâu nữa. Cái hoa nó cũng hơi khác một xíu nha, chứ không phải giống y nhau. Nó cùng form thôi. Đây, em có cái hoa nâu này cũng to to chút xíu nè. Nền đen hoa nâu là 1337, nó cũng còn size M giống em bận luôn. Cái kiểu đồng nó cũng giống nha. Giá hôm nay bằng nhau 119.000 luôn á. Bình thường một cái 300. Hôm nay các chị mua hai cái chưa tới 300.000 luôn là các chị thấy cái giá đó nó quá rẻ luôn rồi đúng không? Nhưng mà không phải chị nào cũng bận dừa nữa rồi. Hôm nay có nhiều chị khách đặt hàng nhưng mà sẽ không được chốt. Tại vì em còn phải tư vấn size. Nếu như khách thích mẫu đồng này mà không bận vừa thì bên em cũng sẽ không thể nào giao hàng được nha. Các bạn sẽ tư vấn cho khách là mỗi chị đặt hàng ở đây để lại số điện thoại sau đúng không? Nhà em sẽ có chuyên viên liên lạc tới hỏi về số ký, cân nặng, chiều cao các kiểu đó. Rồi chọn size, chọn được size vừa thì em mới lên đơn mới giao hàng. Còn nếu không vừa, các bạn cũng sẽ nói mình là chị ơi chị xem mẫu khác giúp em nha. Đó chứ không phải là ép cái chị phải mua nha. Vừa mới dám chốt nha, không vừa là không chốt được đâu. 50 cân đổ về thôi chị Hồng Nâu ơi, tiếc không? Trời xui luôn, đồng này em hết size 2X của chị rồi. Em còn size M thôi. Hoa màu nâu cũng còn size M, mà hoa đỏ cũng còn size M thôi. 1337 là hoa nâu, 1340 là hoa đỏ của em. 50 cân đổ về được. Đầm xe đây chị, đây đang bận đầm xe luôn. Giá rẻ luôn, có 119.000 thôi. 119.000 đồng. Em ngày bình thường em bán là 300 mấy á nha. Like khác em vẫn bán 300 hơn. Ngày hôm nay xả kho 119.000 luôn nè chị. 119.000 đồng váy xe đây. Thích váy xè, có váy xè cho mình nè. Rất là dễ thương mà lẽ size. Thôi để em lên cái khác đi. Để em coi còn cái xè nào full size hơn chút không. Để em coi nha. Váy xè thì hôm nay cũng lẽ size nhiều lắm luôn á. Em bận là 1340, 119.000. Nếu mà xè thì em bận thử cho mình cái đầm mà mới về được không. Sơ mi lụa mới được không ạ? Em này hoa xè nè. Em này mới vừa về hàng của bên em luôn. Sơ mi lụa mango nha. Hoa màu xanh xanh nhã nhã mà cũng rất là trẻ trung dễ thương. Chị Trần Nga ơi, đầm em bận là 1340 chị yêu ơi, cho em xin mã số đi. Rồi bây giờ em qua mẫu này. Tiếp theo là một em váy hoa rất là xinh xắn.
Mẫu này của em với mã hàng là 1486. Em này thì mới về. Đây, size to, size nhỏ gì cũng có. Nếu mà các chị thích hoa xòe thì em có mẫu này nha, có cổ sơ mi luôn nè. Trên này may cổ sơ mi lịch sự luôn, vừa đi chơi đi tiệc mà đi làm bận cũng đẹp luôn cả nhà. Màu này nó không có tươi quá đâu nha, không có sáng quá nên là cũng không có sợ kén nha. Da trắng da ngâm gì cũng bận hợp cho em. Rồi 1486. 1486 em sale còn 299.000 đồng. 1486 sale còn 299.000 đồng luôn ạ. Có size từ 40 cho tới 65 cân vừa. Đồng này eo 85 đổ về cho em cũng được luôn. Chị yêu nào eo dưới 85 thì mình bình luận bên dưới để em tư vấn và chịu hàng cho các chị đây nha. Rồi, tay lỡ dán đầm sơ mi xè nhẹ nhàng cho mình đây. Diện vào là che khéo được cái phần bụng trước tiên nè. Chị nào có bụng là che bụng trước nè, che được đùi nha. Em này thì chưa tới bắp chân. Bụng mét 60 em bận là nó vừa qua gối. Cỡ mét 4, mét 5 thì các chị cũng bận tới bắp chân nha. Đó, nó tùy theo cái chiều cao của khách nữa. Ví dụ các chị xem like mình coi màu nè, coi kiểu nè. Còn về cái độ dài váy mình nhớ trừ hao giúp em dài ngắn tùy khách nha. 299.000 nha chị Ngọc Thư ơi, 299 nè. 1486 cộng số điện thoại, sale còn 299k. 1486 cộng số điện thoại cho em ạ. Sale còn 299.000, đây váy hoa xòe nè. Chị đã thích váy hoa xòe lấy cái này cho em nha. 65 cân đổ về cho em là vừa. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn nè. 1486 cộng số điện thoại cho em. Sơ mi lụa mới về. Có cổ sơ mi em thấy cái cỡ này sẽ như vậy là vừa tầm nè. Nó không có hở quá ha, nó rất là vừa luôn. Không bị kín quá cũng không có hở quá. Cỡ này là ok, đẹp. Vừa sang nhưng mà vẫn lịch sự cho cái chị mình. Tay lỡ ha, chất này mặc rất là thích luôn hả nhà ơi. Mềm, rờ vô là phải nói là ghiền luôn á. Nó láng á cả nhà, trơn láng vô luôn mà không có nhăn. Nhiều khi các chị chỉ cần ủi một lần đầu tiên về hàng thôi, tại vì nó có những cái đường nếp gấp á. Còn khi mà các chị đã mặc rồi, giặt rồi ha, không có nhăn xíu nào luôn á. Chị Bảo Ngân chúc 1386 nè. Rồi, một màu duy nhất em vừa về của đợt mới này luôn nha. Có hai cái túi nè. Cái chuyến này em về được 4 mẫu sơ mi mới thì có 3 mẫu là không có túi rồi. Có em hoa này có túi nha. Hoa nhỏ nhỏ mặc lên trẻ trung dễ thương, gọn dáng cho các chị mình. Không hề kén da chút xíu nào và phong xè như vậy cũng không có kén dáng người bận luôn. Cái chiêu diện vào sẽ giúp mình trông gọn gàng hơn, che được cái phần khuyết điểm nha. Cái chị yên tâm là bên em may là chủ yếu là nhấn là cái đến cái phong đầm. Đây là cái chị diện vào lúc nào nó cũng có được một cái điểm nhấn là che được cái phần khuyết điểm trên cơ thể. Có bụng là che bụng trước tiên nè. Đó, bận vô là không có lo lộ bụng nè. Xè cái trái không, váy nó xè nè. Rồi 299.000 nha. Chị Ngọc Tâm lấy 1486 nè. Cho chị đầm em mặc eo chị là 83. Rồi lấy 2X giúp em chị Phúc Linh ơi. Cho em xin mã với. Mình đặt cho em là 1486 cộng số điện thoại. Đó, nhớ đúng mã mới được chốt đơn nha. Sale hôm nay là 299.000 đồng nha cả nhà. Mới về luôn. Mới về nhà em luôn, có size từ 40 cho tới 65 cân. Chị yêu nào chưa có cứ lên đơn. Màu da phía sau tường đi em. Màu da phía sau tường. À, sơ mi. Em này thì lẻ size, em này cũng sơ mi lụa luôn. Nó cũng sơ mi lụa luôn nhưng mà nó lẻ size rồi. Nó còn có một size thôi để em giảm giá cho mình luôn ha. Rồi đợi em xíu. Hoa xanh thì em mới về, size đầy đủ, size nhỏ, size to gì cũng có. Còn cái màu da mà em treo trên tường thì nó chỉ còn size 2X lớn nhất á. Chị nào size nhỏ thì cái váy này sẽ không vừa được nha, chỉ còn size to thôi. Em mặc nó cũng rất là rộng nè. Rồi, bây giờ cái đầm này của em chỉ còn size 2XL thôi cả nhà. Nó phải tầm 57-65 cân á, thì mới được nha. Bốn mấy 50 là rộng rồi. 1434. Đó, nhờ lẻ size nên là hôm nay các chị sẽ được chốt cái giá sập sàn luôn. Sơ mi lụa mà 199.000 đồng thôi đó. 199.000 đồng mỗi sơ mi này của em. Họa tiết rất là lạ mắt các chị coi. Dạng hoa văn lan màu cho mình. Tông màu da kèm họa tiết nhìn rất sang. Em thấy cái sơ mi này nè, tất cả các hàng nhà em mua nha đều quay lại khen hết, chưa thấy chị nào chê cái họa tiết này nè. Ai cũng khen đẹp, nhận hàng là khen nó đẹp các chị. Em cũng thấy nó đẹp nữa, nó lạ vậy nha. Kiểu như hoa này hoa kia thì nhiều đúng không, nay về được cái họa tiết nhìn nó rất là lạ mắt luôn á. Nó lan màu các chị ơi, nhìn sang lắm mà không có, cũng không kén da cái gì coi màu nè. Đó, da trắng da ngâm gì bận cũng được đúng không, không hề kén da mình luôn. Form xè dài tới bắp chân của em đây, cũng có túi hai bên cho mình. Rồi 65 cân đổ về nha. Đồng này eo 84 đổ về cho em là được. Em chốt 199.000 luôn.
199.000 đồng. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận ngay bên dưới giúp em 1434 cộng số điện thoại, còn size 2XL nha. Size nhỏ là hết rồi, bỏ mẫu luôn chị Linh Hạnh ơi, em không cứ may thêm nữa. Sơ mi size nhỏ chị lấy mấy cái mới về của em đi, nó sẽ có số lượng hơn. Chứ còn em này là qua đợt rồi, em bán hết số lượng size nhỏ rồi. Giờ còn size lớn có vài cái cuối em cũng sale hết là ngưng luôn á. 1434 ạ. 52kg chị Dung Huỳnh lấy tầm size L bên em là được chị yêu nha. Nếu em dưới 74 á nha, trường hợp em dưới 74 á là chị lấy size L là quá đẹp luôn rồi. Còn mà chị đo mà nó eo tầm 75 tới 78 thì phải tăng lên XL. Đó, nó cũng tùy vào cái dáng người. Riêng em đồng này chỉ còn size 2X phải 57 tới 65 cân. Eo 85 đổ về cho em là vừa. Chốt hôm nay 199.000 đồng. Sơ mi lụa may kèm khóa đằng sau lưng của em đây. Đó, có hai cái túi nữa nè. Quá xinh đấy chị ơi. Hôm nay em sale luôn là 199.000 nha cả nhà. Chị yêu nào chưa có thì bình luận bên dưới giúp em ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. 1434 cộng số điện thoại cho em nha. Bán không biết bao nhiêu cái mà nói luôn rồi đó. Mấy ngàn cái luôn rồi, cái chị mà chưa thấy hai chế trơn á, toàn khen thôi. Mà còn kêu em may thêm và em đã may luôn rồi á. Cái này là cái đợt đầu tiên. Cái em đang bận là cái đợt đầu tiên em về. Em đã về thêm một đợt nữa cái họa tiết này, nhưng mà may cái dáng đợt khác. Nó cũng cháy hàng luôn. Hai đợt về hai kiểu khác nhau đều cháy hàng. Em này là coi như bây giờ là bỏ mẫu luôn rồi nha. Em sẽ lấy giá tiền 199.000 để mà lấy lượt tương tác thôi. Chị yêu nào chia sẻ like cho em rồi, em chốt giá là 199 ạ. 1434 cộng số điện thoại, nhớ chốt liền trên like giúp em. Còn size 2X nha cả nhà, 57 tới 65 cân là vừa cho em nha. Ai chưa có mẫu này thì bình luận luôn ngay bên dưới để nhị em tư vấn cho mình kỹ hơn. Với mã số là 1434 cái chị yêu ơi, cố gắng đặt sớm giúp em ạ. 1434 199.000 nha cả nhà. Rồi bài like này bây giờ sẽ lưu lại nha. Cái chị yêu nào vô trễ mình có thể tham khảo lại từ đầu, hoặc là mình cũng có thể đón theo dõi những bài live stream kế tiếp của shop nha. Còn bây giờ thì em chúc các chị có buổi trưa thật là vui vẻ nè. Cảm ơn các chị yêu đã theo dõi like của em và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các chị yêu nhé.